Em chào các anh. Ở đây em lại nên tiếp hai chiếc loa center size đại cho những bác khách mà đang cần hỏi các cái loa center to nhé. Tại sao gọi center size đại? Đây. Đại vì nó to hơn các con khác thôi. Một con center này to này. Đây là một con center nữa, loại mini này. Đấy. Đó. Đây. Ở đây cũng là center mini này. Đó. Các bác thấy không? Đấy, cái sự khác biệt rất rõ ràng giữa ba con center mini với cả hai con center đại, đúng không? Center mini nó bé. Đấy, con center đại thì nó to. Công suất của những con center nhỏ này thì nó khoảng tầm 40W, 50W một loa. Như con này là 80W max này. Còn những con center này nhá, công suất cực đại của nó có thể lên tới 300W. Đấy, nên là mình có thể ghép vào các cái âm ly size 43 để mình hình thành hệ thống 5.1 rất là ok luôn. Con dưới này là con Yamaha NSC200. Và con này là con Yamaha NSC525, là con đời cao hơn của con này. Đấy, các bác có thể thấy hai con có những cái thiết kế trường phái khác nhau hoàn toàn luôn. Đấy. Và tùy theo từng bác nhé, bác nào mà thích cái con nào thì cảm thấy con nào đẹp hợp với cả mắt mình thì mình lấy thôi. Còn nếu thích thì có thể lấy cả hai con nhé, lấy hai con để nhìn cho nó kiểu thành hệ thống 7.2 cái thứ cho nó phê nhé. Đấy. Đẹp chưa? Đấy, con 525 này xịn hơn con C200 ở chỗ là nó sử dụng cầu bi wide nhé. Tức là nó sẽ tách cái tép riêng và cái chung riêng ra. Hai lo chung nó sẽ được đưa xuống dưới và hai lo tép được lên trên để trong cái việc ghép nối thì mình hoàn toàn có thể là sử dụng đánh cầu bi wide nếu như cần. Tất nhiên là cái trường hợp âm ly bi wide nó ít thôi, nó không nhiều. Nó sẽ có nhưng mà nó ít. Đấy. Thì là bình thường mình sẽ chỉ cần đấu dây loa vào một cái cầu ở dưới này, là ở trên có thấy nó có một cái thanh đồng nó đưa lên để nó thông sang cái cầu trên, đúng không ạ? Đấy. Thì hai cầu này sẽ được thông với nhau. Đấy. Thông qua cái thanh đồng này. Đấy, cả nó sẽ là truyền được cả tiếng ra cả loa chung và loa tép. Đấy. Còn trong trường hợp đánh bi wide mình sẽ bỏ hai cái đài đồng ra. Đấy. Xoáy cái này lên, nó nhấc hai cái đồng ra ngoài và cầu chung nấu riêng chung và tép nấu riêng tép. Đó, thì nó sẽ không cần phải qua cầu nối này nữa. Đó, thì đấy là con Yamaha này xịn hơn ở cái điểm đấy. Cái thứ hai là nhìn thiết kế của nó cũng khác không? Một con là chép mà nụa, một con là chép kiểu dạng titanium. Đấy, của titanium. Bộ bạc rất là đẹp nha. Đấy, một con là màng carbon trong, con cao su, một con là màng carbon đục con cao su. Và thiết kế của nó khác. Một con là gân màu đen, một con là gân màu trắng. Đấy. Con ở trên thì nhìn nó kiểu cách hơn một chút, con ở dưới thì nhìn cổ điển hơn một chút. Thì tùy theo từng người mình đánh giá xem là như thế nào thì mình lấy theo phù hợp nhé. Tức là mình cái thẩm mỹ của mình ấy, cái mắt nhìn của mình ấy, thì chỉ con nào đẹp thì mình lấy nhé. Đấy, cả hai con này có thấy là đều hàng con rất là đẹp này nha, đều còn rất là đẹp, không có mấy xước sát đâu, gần như là không xước sát gì luôn. Đấy, con này nó về nó còn nguyên cả cái tem của siêu thị nó dán. Ê căng của con loa Yamaha NS200 nó sẽ là con ở dưới nhé. Và con ở trên nó sẽ là con này. Đấy, cả hai cái ê căng thì đều còn đẹp. Đấy. Con Yamaha NS200 thì công suất maximum của nó là 300W. 100W non mini. Còn với con C525 thì nó sẽ là 50W. Đấy, và non mini nha, và maximum là 200W. Đấy. Đều rất là khủng, công suất đều rất là lớn cả. Đấy, thì bác nào lấy con nào thì cứ báo em. Đấy, con NSC200 thì giá của nó là đi 3.3 triệu. Còn với con C525 này thì giá của nó là 3.5 triệu nhé. Đấy, bác nào lấy con nào thì lấy nhé. Số điện thoại đặt hàng là 0979891682 hoặc là 0966594581. Đấy, các bác xem thì đừng so sánh giá với cả các cái con hàng bãi hàng xấu nhé. Những con này hàng cực kỳ đẹp, nó sẽ giá của nó cũng sẽ khác so với cả những con hàng xấu. Những con hàng xấu có thể là nó sẽ rẻ hơn được khoảng 100-200 nghìn, nhưng
các bác sẽ không sở hữu được một con hoa đẹp như, như con này đâu. Đấy. Xấu hơn là sẽ có giá hàng xấu thôi. Các bác nào lấy hai con này, một trong hai con này thì báo em nhé, số điện thoại đặt hàng là 0979891682 hoặc là 0966594581 các bác nhé. Xin chào các bác và xin hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo bên em nhé.